thật xa. Tình tình ta người tình, người tình thật xa. Tình tình ta người tình, theo ngài trên đường đường tình thật xa, đường tình thật xa. Thành ra gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình này, ra đi làm chứng cho tình này. Phận kiếp con người là đường trần trông gai, cùng bao khổ đau ưu phiền theo đường ngài. Đường tình là tình thập xa, cùng vác cây thập hình, cây thập tự ra, cùng bước đi theo ngài. Theo ngài trên đường đường tình thập xa, đường tình thập xa. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình ngài, ra đi làm chứng cho tình ngài. Trước muôn đời là ngài gọi tên tôi, ngài đưa là đưa tôi vào con đường tình. Đường tình là tình thập xa, tình tình ta người tình, người tình thập xa. Tình tình ta người tình, theo ngài trên đường đường tình thập xa, đường tình thập xa. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình này, ra đi làm chứng cho tình này. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình này, ra đi làm chứng cho tình này. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình ngài, ra đi làm chứng cho tình ngài. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình ngài, ra đi làm chứng cho tình ngài. Trước muôn đời làm ngài gọi tên tôi, ngài đưa là đưa tôi vào con đường tình. Đường tình là tình thập xa, tình tình ta người tình, người tình thập xa. Tình tình ta người tình, theo ngài trên đường đường tình thập xa, đường tình thập xa. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình này, ra đi làm chứng cho tình này. Phận kiếp con người là đường trần trông gai, cùng bao khổ đau ưu phiền theo đường ngài. Đường tình là tình thập xa, cùng vác cây thập hình, cây thập tự ra, cùng bước đi theo ngài. Theo ngài trên đường đường tình thập xa, đường tình thập xa. Thánh gia gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi. Ra đi làm chứng cho tình ngài, ra đi làm chứng cho tình ngài.
trước muôn đời là Ngài gọi tên tôi, Ngài đưa là đưa tôi vào con đường tình. Đường tình là tình thập giá, tình tình ta người tình, người tình thập giá, tình tình ta người tình. Theo Ngài trên đường, đường tình thập giá, đường tình thập giá. Thánh giá gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi làm chứng cho tình Ngài, ra đi làm chứng cho tình Ngài. Thánh giá gọi mời, mời ta bước tới, mời ta ra đi làm chứng cho tình Ngài, ra đi làm chứng cho tình Ngài. Thánh giá gọi mời. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng tưởng nhớ vị giám mục tiên khởi của Việt Nam, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Ngài là người con của nước Pháp và là vị lãnh chúa vùng Poitiers. Với thao thức cho muôn người nhận biết Chúa, Ngài từ bỏ nghề thẩm phán, hiến thân theo tiếng gọi tình yêu đấng chịu đóng đinh. Để đến được vùng truyền giáo, Ngài đã dâng toàn bộ tài sản của mình, và định mệnh đã đưa Đức cha Lambert đến với con dân đất Việt. Đức cha Lambert đã nỗ lực tìm mọi cách xây chủng viện, đào tạo và truyền chức linh mục để thành lập hàng giáo sĩ địa phương, với ước mong tình yêu của đấng chịu đóng đinh sẽ được cắm sâu trên mảnh đất thân thương này. Đức cha Lambert đã tháp nhập đời mình vào Đức Giêsu Kitô để tiếp nối những đau khổ của Người, hầu xin ơn lành của Chúa ban tràn đầy trên giáo hội Việt Nam. Vì vậy, Đức cha đã lập dòng Mến Thánh Giá và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá để thôi thúc khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa. Giờ đây, trong tâm tình tri ân tưởng nhớ, chúng ta tiến dâng lên Thiên Chúa Cha hy lễ tạ ơn của Đức Kitô, dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Xin kính mời cộng đoàn đứng để cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào Đức Cha Giuse, giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Sài Gòn, cũng là giám đốc Đại chủ viện Thánh Giuse Sài Gòn. Kính chào quý cha giáo, quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay ngày 15 tháng 6, 2023 là lễ giỗ lần thứ 344 của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Cũng vào ngày này năm ngoái, lễ giỗ lần thứ 343 của Đức cha Lambert lần đầu tiên được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ sự, với một sự kiện quan trọng là di dời hài cốt của Đức cha Lambert từ dòng Bến Thánh Giá Chợ Quán về nhà nguyện cổ Tiểu Chủng Viện Sài Gòn này. Và nhà nguyện này nằm ở trong khuôn viên của Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Hài cốt của Đức cha Lambert đã năm 2003 đã được Giáo hội Thái Lan tặng cho Giáo hội Việt Nam và đã lưu trữ tại dòng Bến Thánh Giá Chợ Quán từ năm 2003. Và 19 năm sau, năm ngoái cũng ngày lễ giỗ này, hài cốt của Đức cha đã được đưa về nhà nguyện cổ của Tiểu Chủng Viện Sài Gòn. Và trước năm 2022, các lễ giỗ thường do các nữ tu dòng Bến Thánh Giá tổ chức. Và sáng nay, sau qua cái buổi trình bày trước thánh lễ về tiến trình phong thánh cho Đức cha Lambert, chúng ta có thể hiểu hơn về xác quyết của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó là hoa trái của Đức cha Lambert chính là Giáo hội Việt Nam hôm nay, với 27 giáo phận và đặc biệt với cái nền tảng đó là hàng giáo sĩ Việt Nam và nơi đào tạo hàng giáo sĩ là Chủng viện. Chính vì thế, hôm nay tại giáo tỉnh Sài Gòn, Ban Phong Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cùng với Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn tổ chức thánh lễ giỗ này. Cùng với con cái của Giáo hội Việt Nam ở mọi nơi, trong nước cũng như hải ngoại, cùng chung một tấm lòng với niềm vui hân hoan vì ngày lễ giỗ hôm nay, chủ tế và đồng tế đoàn không mặc áo tím như thánh lễ giỗ bình thường, bởi vì Đức cha Lambert đã được Bộ Phong Thánh công bố vào ngày 12 tháng Giêng 2023 vừa qua, ngài là vị tôi tớ Thiên Chúa. Đây là cấp đầu tiên trong 4 cấp của tiến trình phong thánh. Thứ nhất là tôi tớ Thiên Chúa. Thứ hai là đấng đáng kính. Thứ ba là chân phước. Và cuối cùng thứ tư là thánh. Khi tưởng nhớ đến vị tôi tớ Chúa Pierre Lambert de Lamotte, chúng ta được mời gọi noi theo gương nên thánh của ngài. Đó là hiến dâng cả cuộc đời mình thực thi thánh ý Chúa qua bổn phận được trao phó. Qua gương nên thánh của ngài, mỗi người chúng ta cũng đang được mời gọi nên thánh, thuộc chọn về Thiên Chúa qua sự trung tín thi hành bổn phận với bậc sống của mình. Một cha sở sẽ nên thánh khi chu toàn bổn phận linh mục của mình nơi giáo xứ mình được sai đến. Còn một giáo dân sẽ nên thánh khi cố gắng chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ của mình. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen chúc tụng vì Chúa đã gửi đến cho Giáo hội Việt Nam vị giám mục tiên khởi đã luôn hiệp thông với Chúa và mời gọi mọi người hiệp thông với nhau giữa linh mục, nữ tu, giáo dân để cùng nhau hiệp hành chăm sóc cánh đồng truyền giáo trên quê hương đất nước Việt Nam này. Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả chúng ta, cho Giáo hội Việt Nam được tiếp nối con đường loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội dựa trên nền tảng là mầu nhiệm thập giá cứu độ của Chúa Giêsu
và sự hiệp nhất giữa mọi thành phần dân Chúa. Với những tâm tình đó, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ với lòng chân thành sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa hàng tư tế tông truyền, Chúa đã cất nhắc tôi tớ Chúa là giám mục Pierre Lambert de Lamotte lên chức thượng tế. Chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa cũng được chung hưởng phần phúc muôn đời của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Si-on rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị. Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: chính mắt họ sẽ nhìn xem khi Chúa đem Si-on trở về. Hỡi Giê-ru-sa-lem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi, vì Chúa đã an ủi dân người, đã cứu chuộc Israel. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện người trước mặt chư dân, và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Chí Tôn, xin dụ tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. Lạy Chúa Chí Tôn, xin dụ tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xóa tội con theo lương cá đức từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyên
gốc hết những lỗi lầm và thành tẩy con sạch lưng muôn vàn tội ác. Lạy Chúa xin thương ban lại tấm lòng sạch trong và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng. Xin chớ loại con ra khỏi thanh nhàn Chúa trời và chờ rút lại thần linh tuôn tràn sương sông. Lạy Chúa chi con, xin Chúa tình xót thương con, theo lòng từ ái của Ngài. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi và hãy đỡ nâng theo cùng với tinh thần quang đại. Lạy Chúa tư nhân mở môi con ca tụng Ngài, ngàn đời hát ca đêm thấy ôi lòng nhân Chúa. Lạy Chúa chi con, xin Chúa tình xót thương con, theo lòng từ ái của Ngài. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội mà là rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hóa ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa. Bye.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, ở đời ai cũng mong được giàu sang phú quý, được tiền tài danh vọng, được quyền lực lẫy lừng. Thế nhưng có một người lại không thích sống theo những gì người đời mơ ước, mà lại đi tìm kiếm một đời sống khác, có thể nói là một đời sống lội ngược dòng, để sống theo những lời chúc phúc của Chúa Kitô mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Hết sức khó khăn, trái ngược với những gì người ta mong ước, người đó không ai khác chính là đức cha Pierre Lambert de Lamotte mà chúng ta mừng lễ giỗ của ngài hôm nay. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có ở thành Lisieux vào năm 1624. Đức cha có đầy đủ hết tất cả những gì mà người ta mong đợi. Lớn lên, ngài học hành rất tài giỏi, cho nên vì vậy, mặc dù mới 22 tuổi thôi, ngài đã được đặc cách để giữ chức thẩm phán tòa án thuế vụ ở thành phố Rouen, là một trong những thành phố lớn của nước Pháp thời bấy giờ, thủ phủ của miền Normandy, quê hương của ngài. Tiền tài danh vọng, quyền lực đầy hứa hẹn, một tương lai đầy mơ ước. Thế nhưng năm 30 tuổi, ngài đã giã từ hết tất cả, từ bỏ chức vụ, từ bỏ tất cả những gì người ta mơ ước, để chỉ muốn sống theo gương của Chúa Kitô, theo lời mời gọi của ngài. Năm 31 tuổi, chính vì lòng khao khát được đi truyền giáo, đem ánh sáng của Chúa Kitô, đem tình yêu, đem tin mừng của ngài đến cho các thổ dân ở Canada, cho nên ngài đã xin lãnh chức linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 1655. Thế nhưng Chúa đã chọn cho ngài một con đường khác, một chức vụ khác, cho nên chương trình truyền giáo ở Canada đã bị bãi bỏ. Vì vậy, ngài đã mạnh dạn nhậm chức vụ đó là giám đốc trung tâm bảo trợ người nghèo ở thành Rouen. Trong gần 2 năm trời, ngài làm việc ở đây không chỉ để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, những người bần cùng, những trẻ em thất học, những người đau yếu không người chăm sóc,
không ngừng chữa chạy. Ngài còn chia sẻ đời sống cùng với họ. Ngài sống hết sức nhiệm nhặt, hết sức khổ hạnh, để dành thời gian chiều tối Ngài cố gắng nói rằng là không ăn uống gì nhiều, để có thể tâm trí được thảnh thơi, có thể để học thêm thần học với một vị giáo sư thần học đến từ Đại học Sorbonne của Paris, gốc Ái Nhĩ Lan. Năm 1658, tình cờ Ngài lên Paris để xin chính phủ tài trợ cho trung tâm bảo trợ người nghèo của mình. Trong thời gian lưu trú ở Paris, Ngài đã tham dự một hội nghị về truyền giáo, và Ngài hết vô cùng hết sức ngạc nhiên, bởi vì tại hội nghị này người ta đã đề cử Ngài là một trong những vị giám mục hay đại diện tông tòa sẽ đến hoạt động ở vùng Viễn Đông, tức là quê hương của chúng ta. Nghe như vậy thì Ngài lên đường đi Roma không phải bởi vì Ngài muốn chức vụ, thế nhưng bởi vì Ngài khao khát được đi truyền giáo. Mà đáng lẽ Ngài đã được đi rồi, nhưng mà cho đến hôm nay Ngài vẫn chưa được đi. Cho nên vì vậy Ngài đến Roma để mong ước rằng nhờ sự hiện diện của mình mà Đức Giáo Hoàng ở Thánh Bộ có thể sai Ngài đi truyền giáo. Chúng ta biết rằng từ 10 năm trước, cha Đắc Lộ sau khi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, Ngài đã quay trở về Roma, vận động xin tòa thánh lập những vùng truyền giáo cho đàng trong và đàng ngoài, và gửi những vị truyền nhà truyền giáo này các đức giám mục đến để hoạt động, vì Ngài thấy cánh đồng truyền giáo trên quê hương của chúng ta đầy triển vọng, thế nhưng lại không có thợ gặt. Nhưng mà Thánh Bộ còn rất do dự vì nhiều rất nhiều khó khăn. Trong đó có một lý do tế nhị, là đã sợ đụng chạm với quyền bính chính trị là người Bồ Đào Nha. Họ có quyền bảo trợ các sứ truyền giáo ở Việt Nam mình. Và hơn nữa, một lý do thực tế nữa, đó là ngân khố của tòa thánh không có được rộng rãi cho lắm. Bây giờ nếu mở thêm vùng truyền giáo thì lấy đâu ra tiền? Bà thấy như vậy, Đức Già Lambert từng với kinh nghiệm của một thẩm phán, cho nên Ngài đã thuyết phục được tòa thánh bằng cách hứa sẽ dâng tài sản của mình để trang trải cho hoạt động truyền giáo ở của giáo hội ở vùng Viễn Đông. Cho nên sự việc đã nhanh chóng được giải quyết. Năm sau, 1659, cùng với Đức cha François Panluy, hai vị được đặt làm đại diện tông tòa, Đức cha Panluy ở đằng ngoài, còn Đức cha Lambert ở đằng trong. Mấy tháng sau thì Ngài chịu chức giám mục. Sau đó thì Ngài rất nhanh chóng thu xếp hành trang để lên đường đến sứ truyền giáo của mình. Và Ngài là vị đại diện tông tòa đầu tiên được tòa thánh bổ nhiệm vùng hoạt động vùng truyền giáo ở Viễn Đông vào năm 1659, người đầu tiên lên đường. Thế nhưng chúng ta biết thời bấy giờ tình hình chính trị ở Việt Nam quá khó khăn, các cha dòng tên bị trục xuất khỏi xứ. Cho nên sau gần 2 năm trời, nếu tính cuộc hành trình của Ngài từ thành phố Marseille đến kinh đô Thái Lan Ayutthaya thì gần 2 năm trời, Ngài phải chọn kinh đô của vua Vương quốc Xiêm làm nơi trú ngụ, bởi vì Ngài không thể đến Việt Nam ngay lập tức được. Gần 17 năm trời làm vị đại diện tông tòa của giáo hội ở đằng trong. 17 năm thì quá ngắn ngủi đối với một đời người, thế nhưng khá dài đối với một vị giám mục, với một nhà truyền giáo, để Ngài có thể đóng góp điều gì đó cho giáo hội Việt Nam, cho quê hương của chúng ta. Có ba đóng góp lớn mà Đức cha đã để lại cho giáo hội Việt Nam, mà Đức cha Hùng đã chia sẻ như chúng ta vừa tham dự ở hội trường. Và đóng góp lớn nhất đó chính là Ngài là vị đại diện tông tòa đầu tiên, hay là vị giám mục tiên khởi của vùng truyền giáo đằng trong. Và với tư cách này, Ngài đã đặt những nền tảng cho về việc tổ chức của giáo hội một cách quy củ. Mặc dù rất khó khăn, cuộc hành trình từ Vương quốc Xiêm đến Việt Nam đầy nguy hiểm vì chính sách cấm đạo của vua chúa nhà Nguyễn và nhà Trịnh ở miền Bắc. Thế nhưng vào năm 1669-70, Ngài đã làm cuộc hành trình đầu tiên đến hàng ngoài
để thay cho đức cha Phan Ly, kinh lý các anh chị em tín hữu giáo hội đàng ngoài. Và tại đây chúng ta biết Ngài đã tổ chức cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam, đó là cộng đồng Phổ Hiến vào năm 1670. Trước đó thì Ngài đã tổ chức cộng đồng ở Ayutthaya, nhưng mà đó là cộng đồng dành cho các nhà truyền giáo. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bản văn của cộng đồng cũng rất dài, rất chi tiết. Trong cái cộng đồng Phổ Hiến là những điều hết sức cụ thể. Để làm sao? Để không chỉ các nhà truyền giáo mà thôi, cả những linh mục Việt Nam vừa mới được phong chức, những thầy giảng, rồi cả những giáo dân anh chị em Việt Nam cũng có thể thực hiện được. Và trong đó đặt ra nền hướng, đường hướng, nền tảng cho những hoạt động hết sức cụ thể, thế nhưng cũng lại có ý nghĩa rất lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển và tồn vong của giáo hội Việt Nam sau này. Của chuyến công du thứ hai, nhưng mà lại chuyến công du đầu tiên đến đàng trong, Ngài đã thực hiện vào năm 1671 và 72. Đây là chuyến đi có thể gọi là không chính thức về phía chính quyền Việt Nam, bởi vì Ngài không được phép. Trong chuyến đi này thì Ngài đã cũng giống như ở đàng ngoài tổ chức cộng đồng ở Hội An, và những ý tưởng mà Ngài đã dùng ở cộng đồng Phố Hiến cũng được lấy lại trong cộng đồng Hội An này. Nhờ vậy mà giáo hội ở miền Nam cho đến lúc này chưa có một tổ chức đường hướng rõ ràng, thì nhờ cộng đồng Hội An đã đem lại cho các linh mục, bản xứ cũng như các thầy giảng và các nhà truyền giáo những đường hướng cụ thể để có thể hoạt động và loan báo tin mừng trong điều kiện hết sức khó khăn. Chuyến đi thứ ba của Ngài đến Việt Nam, nhưng lại chuyến đi thứ hai đến đàng trong, được thực hiện vào năm 1675. Lần này thì Ngài đi chính thức do chính Chúa nguyện mời, và đã đưa tàu đến tận Bangkok để rước Ngài. Điều đó cho chúng ta thấy Ngài không chỉ được các anh em đồng đạo của mình quý mến, mà cả hai vị quốc trưởng vua Sim và Chúa Nguyễn, cả hai vị này đều muốn có đức cha hoạt động ở trong lãnh thổ của mình. Thế nhưng đức cha không thể ở mãi lại ở đằng trong được. Ngài theo lời hứa Ngài đã hứa với vua Sim, Ngài phải quay trở về nơi mà Ngài đang trú ngụ. Do công việc quá sức hết sức nặng nề, do đời sống hết sức nhiệm nhạc, khổ chế, và do biết bao nhiêu đau khổ mà Ngài phải chịu đựng, trong đó có một đau khổ lớn là bệnh tật. Mà trong chuyến đi đàng trong lần thứ nhất, có lẽ Ngài đã bị đầu độc, thế nhưng Ngài không nói gì cả. Chỉ có cha Va-xê, là người bạn đồng hành của Ngài, đã nói rõ là bị một người tự xưng mình là Kitô hữu, một ông quan, đầu độc Ngài cùng với cha Va-xê. Chính những điều đó đã làm cho sức khỏe của Ngài đã sớm sa sút. Ngài qua đời khi vừa mới hơn 55 tuổi. Không chỉ đức cha đã đóng góp cho giáo hội rất nhiều với tư cách là một vị giám mục đầu tiên, thế nhưng còn đóng góp một điều nữa rất quan trọng, đó là với tư cách là đại diện tông tòa, Ngài đã thành lập Hàng Giáo sĩ Việt Nam. Và chúng ta có thể nói bằng một cách khác, như đức cha Hùng đã chia sẻ, Ngài là cha của giáo hội Hàng Giáo sĩ Việt Nam. Vì chính Ngài đã mạnh dạn phong chức những thầy giảng. Những thầy giảng này do các anh em dòng tên họ đã đào tạo, thế nhưng sau đó đức cha đã phong chức cho họ. Sở dĩ Ngài có thể làm một việc có thể nói là liều lĩnh và mạo hiểm, mạo hiểm bởi vì điều đó sẽ trở thành duyên cớ, nguyên nhân cho sự chống đối của các tu sĩ hoạt động dưới quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Thế nhưng Ngài làm với niềm xả tín, vì tin rằng với ơn thánh của Chúa giúp trợ giúp, với sự cố gắng của con người, những linh mục Việt Nam mặc dù còn rất nhiều khiếm khuyết về thiếu sót về mặt tri thức, thế nhưng có thể nhờ ơn Chúa giúp họ có thể vượt qua được để có thể trở thành những mục tử thực sự. Vì chúng ta biết mục tử cần trái tim hơn là khối óc, và trực cảm của đức cha đã đúng đắn. Những vị linh mục này chính không chỉ là chiếc cầu nối giữa các nhà truyền giáo và giáo dân Việt Nam mà thôi, mà các ngài chính là những người đã dẫn dắt giáo hội, đưa giáo hội Việt Nam, đưa các anh chị em tín hữu vượt qua giông bão. Và nhờ vậy mà giáo hội của chúng ta mới có thể đứng vững. Trong khi đó có một giáo hội anh em cũng rất giống với chúng ta, đó là Nhật Bản.
thì lại công cuộc truyền giáo lại gần như bị chấm dứt sau khi các nhà truyền giáo bị trục xuất ra khỏi xứ sở. Đức cha không chỉ truyền chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên hóa trái của giáo hội, mà hơn thế nữa, Ngài còn lập chủng viện để duy trì sự hiện diện lâu dài của các linh mục bản xứ ở trong xứ sở. Và còn hơn thế nữa, trước khi qua đời, Ngài đã dâng hiến toàn bộ tài sản của mình, những gì mình được còn sót lại cho Hội Thừa Sai Paris, để với mục đích là họ để duy trì chủng viện đàng trong, đào tạo các linh mục Việt Nam. Và đóng góp thứ ba mà nhiều người rất dễ dàng nhận ra, đó là Đức cha chính là đứng sáng lập dòng Mền Thánh Giá. Đối với Ngài, khi còn sống ở quê nhà, ở nước Pháp, hình ảnh những chị nữ tu tham gia hoạt động tông đồ, làm việc bác ái, phục vụ người nghèo có lẽ đã trở nên phổ biến, bởi vì dòng tu đầu tiên được thành lập ở Pháp vào năm 1604, 20 năm trước khi Đức cha chào đời. Thế nhưng ở Việt Nam, điều này hết sức mới mẻ, và chúng ta có thể nói đây là một cuộc cách mạng thực sự, cách mạng về xã hội, cách mạng về giáo hội. Một dòng tu chiền lò bạc ái cuộc dành cho các chị nữ tu ra đời. Và sở dĩ như vậy bởi vì Đức cha đã nhận ra sự đóng góp rất lớn lao của những người phụ nữ trong bối cảnh Việt Nam. Đức cha rất trân trọng sự đóng góp của chị em, cho nên Ngài đã mạnh dạn ban cho chị em một tu luật, một lối sống mà phù hợp với điều mà Đức cha đã ấp ủ, đã tâm niệm từ 5 lên 9 tuổi. Đó là cái lối sống của những người Mến Thánh Giá. Sở dĩ như vậy bởi vì nhà truyền giáo nói riêng và người Kitô hữu nói chung cần phải có sự hy sinh mới có thể sống tình yêu một cách trọn vẹn theo gương của Chúa Kitô. Mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe, Ngài cũng nhắc lại, Ngài nói rằng: chúng tôi chỉ rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều mà người ngoại giáo hay là người Hy Lạp cho là điên rồ, và người Do Thái cho là cớ vấp phạm, thì đó là điều mà chúng tôi tâm niệm và rao giảng. Đức cha không chỉ đóng góp cho giáo hội qua ba cái việc quan trọng như vậy, thì nhân còn suốt cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã sống tròn vẹn mầu nhiệm thập giá, hay chúng ta có thể nói một cách khác, đó là linh đạo thập giá theo gương của Chúa Kitô. Và mầu nhiệm thập giá này được thể hiện qua cuộc đời của Đức cha Lambe, cũng qua ba điều mà chúng ta thấy rất rõ. Thứ nhất là sự từ bỏ, thứ hai là lòng trung thành, và thứ ba là lòng yêu mến đối với Chúa và đối với tha nhân. Về sự từ bỏ, chúng ta thấy Ngài sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng, được người đời trọng vọng như vậy, sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để theo Chúa Kitô. Rồi khi được đi truyền giáo, Ngài cũng sẵn sàng từ bỏ quê hương, từ bỏ cuộc sống êm ấm, lên đường đi truyền giáo, sẵn sàng đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Mà may mắn cho Ngài, bởi vì đoàn truyền giáo của Ngài không có ai làm sao cả, trong khi đoàn của Đức cha Panlui và Đức cha Cotolendi thì có rất nhiều người đã thiệt mạng trên đường đi, và chính Đức cha Cotolendi cũng tử trần trên đường đi trước khi Ngài đến nhiệm sở. Đức cha đã từ bỏ hết tất cả, cả tài sản của mình, để dâng hiến cả cuộc đời, cả con người của mình để phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Và hơn thế nữa, Ngài luôn luôn thể hiện lòng trung thành, trước hết là trung thành với tình yêu của Chúa, trung thành với sứ vụ của mình và trung thành với tòa thánh. Chúng ta biết rằng khi Ngài phong chức linh mục cho những linh mục Việt Nam đầu tiên, Ngài đã gặp sự chống đối dữ dội của các tu sĩ hoạt động dưới quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Ngài sẵn sàng đón nhận điều đó. Và như Ngài nói trong bức tâm thư, cũng là di chúc của Ngài đó, Ngài nói rằng: tôi ao ước được chết ở trong giáo hội công giáo và vâng phục hoàn toàn tuyệt đối vào Đức Giáo Hoàng. Gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không bao giờ Ngài từ bỏ ơn gọi của mình, từ bỏ sứ vụ của mình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với anh chị em giáo dân, với các anh em linh mục, với những nhà truyền giáo. Và điều cuối cùng,
trong linh đào thập giá của Đức Cha Lambe, đó chính là lòng thương đối với anh em đồng loại. Tình thương này được thể hiện rõ từ khi Ngài còn sống ở quê nhà, phục vụ những người nghèo khổ, những người bần cùng trong xã hội và chia sẻ đời sống cùng với họ. Tình thương này Ngài còn thể hiện cho cả những anh em chị em lương dân khi Ngài đến xứ truyền giáo. Tình thương này Ngài thể hiện rõ đối với các cộng tác viên của mình là các linh mục, các tu sĩ và giáo dân. Và tình thương này Ngài đã dành cho, theo gương Chúa Kitô, cả những đối thủ của Ngài nữa. Bởi vì trong chuyến đi lần thứ ba, tức là thứ hai đến đằng trong, Ngài đã bị các tu sĩ tố cáo lên triều đình với những trọng tội mà theo pháp luật của Việt Nam thời bấy giờ thì có thể bị án tử hình. Thế nhưng Đức Cha không vì vậy mà Ngài trả thù những người đã gây cho Ngài phải đau khổ. Ngược lại, Ngài sẵn sàng lấy tinh thần của tin mừng để tha thứ cho họ. Đúng như những lời chúc phúc của Chúa Giêsu trong tám mối phúc thật mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tất cả đều có thể nói tám lời chúc này hiện diện trong cuộc đời. Mở rộng đến muôn nơi. Thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa được ơn soi sáng để nhận ra những dấu chỉ nước trời, sẵn sàng mở lòng đón nhận niềm vui tin mừng và ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà thừa sai của Hội Thánh đang phải chịu vất vả, thử thách nơi những vùng truyền giáo xa xôi, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, luôn can đảm và trung thành với sứ mạng cho đến cùng, để mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn và cho danh Thánh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Đức Cha Lambe đã thâm nhập đời mình vào đau khổ của Đức Giêsu Kitô để ơn lành của Chúa được tràn đầy trên giáo hội Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết noi gương Đức Cha, nhiệt thành loan báo tin mừng cho mọi người chung quanh trong tinh thần kết hiệp với Chúa Kitô chịu đóng đinh, để góp phần xây dựng giáo hội Việt Nam ngày càng phát triển. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa đến trần gian để trao ban ơn cứu độ và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin Chúa đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bao la bát ngát và gửi nhiều tay thợ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Nhờ đó mọi người sẽ nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mong mai đây được.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Từ Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa vui nhận của lễ chúng con dâng lên. Cầu cho tôi tớ Chúa là Đức Giám mục Pierre Lambert de Lamotte, để người mà Chúa đã ba trao ban chức vụ thượng tế ở đời này cũng được Chúa cho chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa trong nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các tiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thánh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè pha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Giám Mục Pierre Lambert de Lambert mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên đoan, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phụ trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở nhà con, nhưng
Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Xin kính mời cộng đoàn. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là Đức Giám mục Pierre Lambert de Lamotte mà Chúa đã đặt làm sứ giả của Đức Kitô nơi trần gian. Sau khi đã được tẩy sạch nhờ hy lễ này, được Chúa cho ngự trị với Đức Kitô trên cõi đời, ngự trên cõi trời, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, trong tâm tình mến yêu, chúng ta dành ít phút tưởng nhớ về người cha khả kính, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, một con người đã không màng đến công danh sự nghiệp, dấn thân vào đời sống tu trì, khổ chế, hy sinh, dâng hết tài sản của mình cho công cuộc loan báo tin mừng. Tưởng nhớ về Ngài, chúng ta hãy sống như Ngài đã sống, cố gắng trau dồi các nhân đức, sống kết hiệp với Chúa, sốt sắng làm việc tông đồ bằng kinh nguyện và gương sáng trong phục vụ, nhờ việc thánh hóa bản thân và sống trọn vẹn ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban. Xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hát niềm vinh dự. Đoàn ngồi để cùng lắng nghe bút tích của Đức cha Pierre Lambert. Thư gửi các tín hữu đàng trong. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Ngay khi cha vừa được đặt làm chủ chăn miền truyền giáo đàng trong, thì đồng thời, cha Chúa cũng ban cho cha một tình yêu khôn tả đối với anh chị em. Vì vậy, sau ngày tấn phong giám mục vài hôm, cha đã lên đường để đến giúp đỡ anh chị em,
điều đó làm cha mãn nguyện. Dù phải mệt nhọc do cuộc hành trình lâu dài từ châu Âu, thật ra khi tới vương quốc này, cha được tin anh chị em đang bị bách hại. Niềm vui của cha biến thành nỗi đau buồn khôn tả. Sự đau buồn đó càng gia tăng vì cha không đến trợ giúp anh chị em được như anh chị em chờ đợi nơi cha. Bởi vì các cha dòng tên đang ở Hội An cho biết, nếu cha sang Đàng Trong lúc này sẽ gây tai hại cho Kitô giáo. Vì sự hiện diện của một người có chức vụ như cha có thể khiến nhà vua nghi ngờ. Do vậy, cha phải hoãn lại cuộc hành trình và đành phải một trong những người anh em thân thiết của cha đến với anh chị em để trao đổi tin tức. Sau đó, cha được biết thảm kịch đẫm máu xảy ra cho những Kitô hữu. Cha nghĩ rằng Chúa không cho phép cha chứng kiến một cảnh tượng tang tóc như vậy, cũng không để cha bị trục xuất, hầu còn có cách thế giúp anh chị em. Đây là điều cha ước ao nhất trên đời. Xin anh chị em vui lòng tạo điều kiện thuận lợi cho cha có thể thực hiện. Anh chị em đừng nghĩ ngợi về những bất trắc có thể xảy đến cho cha. Đời cha là của anh chị em. Cha thật có phúc nếu được hiến mạng sống cho anh chị em. Cho nên, cha mong thư của anh chị em hoặc một người nào đó đến cho cha biết anh chị em muốn gì nơi cha và cha có thể làm gì để an ủi anh chị em trong những nhu cầu cấp bách hiện tại. Nhưng trong khi chờ đợi lòng nhân từ Chúa ban cho cha ơn đó, cha nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin anh chị em hãy giữ lòng trung thành với Thiên Chúa như anh chị em đã thề hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Cha không cầm được nước mắt khi viết thư này, vì cha biết nhiều người ưa chuộng của cải và mạng sống mình hơn lời hứa không thể thay đổi mà họ đã tuyên thệ. Cha biết các Kitô hữu bị đối xử tàn tệ, khiến nhiều người phàn nàn Chúa quan phòng vốn công bình và nhân hậu, nhưng đôi khi lại để cho con cái mình phải sầu buồn, còn kẻ giữ được thắng thế. Cha nói cho anh chị em biết tại sao Chúa hành động như vậy. Đối với cha, lý do thứ nhất có thể là một lối đối xử hoàn toàn lạ lùng của Thiên Chúa, để kẻ lành phải khổ, kẻ giữ được sung túc, là vì kẻ lành cũng có tội nhẹ, kẻ giữ đôi khi làm được việc lành. Vì thế, do một sự công bình lạ lùng, Chúa phạt kẻ lành và thưởng kẻ giữ ở đời này. Như vậy, Chúa giữ một tỷ lệ nào đó giữa người lành và kẻ giữ. Tỷ lệ này sẽ chẳng còn sau khi chết, bởi vì kẻ lành sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu, còn kẻ giữ phải khốn khổ đời đời. Lý do thứ hai là những vất vả người lành phải chịu ở đời này được coi như những ân huệ tuyệt diệu của Thiên Chúa. Vì những đau khổ là phương thế đích thực để đạt được thiên đàng. Đó là đường lối thông thường các thánh đã theo và là gương Chúa Giêsu Kitô để lại cho ta. Thế nên, nếu cha thấy một Kitô hữu không đón nhận những thập giá của mình, thì họ đã từ chối chính những phương thế chắc chắn Chúa trao cho để đạt hạnh phúc muôn đời. Lý do thứ ba là nếu không có những gian truân, người ta không bao giờ thực hành
hoặc có được những nhân đức cần cho người Kitô hữu để đạt đến ơn cứu độ, và đặc biệt để chứng tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa, Đấng luôn luôn muốn dẫn dắt những kẻ người chọn bằng con đường thập giá. Lý do thứ tư là vì Chúa biết bệnh tật của ta và cách chữa trị, nên Người cho phép kẻ tội lỗi bách hại chúng ta để phòng ngừa ta khỏi sự dữ. Bởi lẽ không gì có ích cho phần rỗi bằng những thập giá, cũng không gì nguy hại cho sự thánh thiện của linh hồn bằng sự sung túc. Cha không thể than phiền khi thấy những người chịu đau khổ để chống trả sự tấn công của ma quỷ, thế gian, xác thịt, vì thà chịu mất của cải và mạng sống hơn là làm điều gì trái nghịch với lòng mến Chúa Giêsu Kitô. Cha thú thật, cha vẫn xúc động trước những tai họa người ta gây ra, nhưng là theo kiểu những bà mẹ quảng đại của các thánh anh hài xưa kia đã bỏ mạng sống vì Đấng cứu thế. Các bà mẹ thật can đảm này đã vui sướng khi thấy con của mình bị sát tế, mặc dù họ vẫn thương khóc. Cũng thế, dù cha đau buồn vì sự khốn cực của anh chị em và vì cái chết của nhiều Kitô hữu quảng đại, họ là những cột trụ của giáo hội đàng trong, nhưng cha vẫn tự an ủi mình vì biết Thiên Chúa sẽ được vinh quang do cuộc bách hại lớn lao này. Xin anh chị em vui lòng chuyển thư này đến những nơi có người Kitô hữu để an ủi họ phần nào. Tất cả mọi Kitô hữu, hãy nhận lấy phép lành của cha nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin kính mời cộng đoàn đứng cùng hướng về cuối nhà nguyện và hát bài Công ơn Đức Cha Lambe. Công ơn Cha không bao giờ quên.
trong tim giáo huấn người gương mẫu cao siêu quyết theo đời vui trong thương đau quên mình trong khiêm tốn đời sống sám hối nước mắt hòa trang với tình yêu dòng tình tạ ơn Thiên Chúa, đoàn con xin kính dâng Đức Cha Lâm Bê những nén hương bày tỏ lòng cảm mến tri ân. Xin kính mời cộng đoàn cùng đọc kinh xin ơn. Lạy Thiên Chúa là Cha lâm nhân từ, chúng con là Cha đã dùng ánh sáng này, vừa dẫn đến Cha lắng nghe được miệng công của trình giáo và tổ chức đời sống giáo hội tại những miền đất đã cho. Cộng đoàn cùng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa tôi xin cảm ơn Đức Cha Giuse Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý thầy, tất cả quý cha, quý sơ, quý ông bà, anh chị em đã đến tham dự lễ giỗ của Đức Cha Lâm Bê hôm nay. Và giờ đây sau thánh lễ, xin mời tất cả mọi người vào cùng dùng bữa cơm giỗ với gia đình Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ở bên phải nhà nguyện này. Xin kính mời. Lễ xong, chúng anh chị em đi bình an.